Một ngày bình minh rất trong khi ta vừa ăn sáng xong đi làm. Một cô nàng trông dễ thương sẽ lắp đủ hai cái gương lao vào ta. Cả hai đều không thấy đau nhưng vẫn quyết định xin lỗi nhau cho sướng đời. Rồi cô nhìn vô mắt ta một sự thật vừa thoát ra rằng là đó là cái ta gặp cô ấy, đó là cái làm quen một người. Một buổi chiều cũng đáng yêu khi ta đang ngồi ở Nguyễn Siêu uống rượu. Một cô bạn bên sexy tay đang cầm điều SC mời ta. Mà tôi nào biết hút đâu vì ngày đêm chỉ có hát ca với đá cầu. Vậy là nàng không thích ta, còn ta thì vẫn nhớ thương gặp đầu. Đó là cái cái ta gặp cô ấy, đó là cái mà ta đập đầu. Ngày tâm trạng éo le ta mới tự mình phóng xe quanh bờ hồ. Thì em ở ngay ngã tư miệng đang nhầm theo khúc ca vang đầu phố. Hình như nàng không biết ta ở đây nhìn nàng đã lâu không rời. Rồi thì nàng cũng biết ra vậy nên ngừng việc hát ca kịp thời. Đó là gái ta gặp mẹ con, đó là cái cuồng si một người. Khi nào con thấy tim mình ngang bước kêu gào tình thương là con yêu rồi. Mẹ con truyền đi rất xa, thời gian hình như chẳng trôi tí nào, làm ta ngày đêm nhớ mong, tự hỏi mẹ còn nhớ ta hay là không. Một hôm nhận được cái tin anh đang ở đâu đến ngay em này, mẹ con vội ôm lấy ta rồi hai người hôn hít nhau không ngừng. Đó là cái mẹ con, đó là cái tay mà con ra đời. Khi nào con thấy tim mình ngang bước kêu gào tình thương thì con yêu rồi. Kêu gào tình thương xin chia buồn.